chơi. Anh nhớ sao mà dái nó cơ. Em có đạp không? Câu không câu đi bắt dê các cụ. Mấy này dái to anh nhỉ. Thú mà sừng à. Mày không theo tao. Hello, em chào cụ nhá. Bây giờ là 8 giờ 59 phút ngày 7 tháng 4 nha cụ nhá. Em bắt đầu em ủ thính để tối nay em đi hồ câu cát nguyên. Đấy, hồ câu cát nguyên tối nay em đi săn khuyên. Tối hôm nay em sẽ ủ mình thính C5. Đấy, ốc thì em 10 cân ốc đây rồi. Đấy, ốc em ông ấy mò chiều tối hôm qua. Bây giờ em cho vào em ủ nước. Đây cụ này, nước thì xăm sắp bằng mặt ốc rồi nhá. Đấy, nước xăm sắp bằng mặt ốc. Đấy, một bộ C5 này nó có 3 lọ cụ nhá. Đây là chai thính dụ này. Đấy, nó chai màu nâu có tem hướng dẫn sử dụng nhá. Còn chai màu đỏ là chai kích thích nhảy nhót. Đấy, còn chai màu vàng này là chai sự lan tỏa dưới nước. Nhưng mà cái chai màu vàng mình sẽ ủ cuối cùng. Bây giờ cho em 2 nắp thính dụ và 2 nắp nhảy nhót ủ trước. Còn lúc nào chuẩn bị đi thì là em sẽ chắt kiệt nước, bỏ sạch nước đi. Cho một nắp màu vàng này, ủ cùng ốc xay ốc sống luôn cụ nhá. Đấy, bây giờ là 2 nắp thính dụ và 2 nắp nhảy nhót ủ trước. Để tối nay em đánh hồ câu cát nguyên. Hồ vừa thả 80 hugo từ 13 đến 17 cân cụ nhá. Thì lại 80 con đều đeo khuyên 1 triệu hết. Để tối nay đánh săn khuyên em tình hình nào. Đấy, bây giờ là 2 nắp thính dụ và 2 nắp nhảy nhót. Mình đảo nhẹ nhàng đi cho con ốc nó được cái nhớt cho nó hiệu quả cao cụ nhá. Đấy. Cái C5 này ủ thì nó sẽ hiệu quả cao hơn. Vì là trong quá trình của nó nhẹ nhớt ra thì nó sẽ ngậm được cái thính dụ mình vào. Đấy, nên là nó rất hiệu quả. San bằng rồi đây. Ốc nó đỡ khô. Đấy, nước các cụ chỉ cho săn sắp bằng mặt ốc thôi nhé. Để cho nó ngậm được cái thính dụ cho nó hiệu quả cao hơn. Đấy. Còn cái màu vàng này bao giờ em đi, nó màu vàng thì nó gọi là sự lan tỏa dưới nước. Cho con cá, giúp con cá nó ăn sâu và ăn nhanh hơn. Đấy, lúc nào em đi thì em sẽ chắt bỏ hết nước rồi em dập 1-2 cân cho một nắp màu vàng này. Trộn ủ cho em tối thiểu là nửa tiếng mà tối đa là 2 tiếng. Đấy, thôi mình thả ổ. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các cụ về cái lưỡi nhé. Lưỡi móng thì bên nhà em đang có ra 2 loại là 14 và 15. 14, 15 thì tay cước toàn 20 hết cụ nhé. 2, 20. Còn 13 thì em đang có dáng xoài, tay 18. Đấy, hai dáng này em đang đánh. Chất liệu lưỡi thì các cụ cứ uy tín luôn. À, các cụ nhìn lưỡi làm từ chất liệu thép châu Âu nhá. Đấy, bao cờn bao ẻ. Đây em đang đánh loại dáng móng này cực kỳ uy tín luôn chứ không là uy tín. Đây là 15 cụ nhá, móng 15. Đấy, móng 15. Còn đây là xoài cao cụ nhá. Xoài cao. Dáng này đánh tỷ lệ là phòi rất chi là tốt luôn. Còn phao thì bên em là đang đánh loại phao bầu 32 và 34. Từ 28 đến 34 đều đầy đủ hết cho cụ. Phao thì được làm từ chất liệu xốp xịn, không ngấm nước cụ nha. Độ nổi rất tốt, chống sóng cực tốt luôn. Đấy. Còn dù bên em thì em đang đánh là dù bản Gasun và lấy 8 bản nâng cấp, bản nâng cao cụ nha. Đấy. Đánh 2.5 thì các cụ có thể đánh gần đánh xa đều được hết. Đấy, tùy theo sức cụ vụ thôi. Còn Linh thì em đang đánh Linh Flux Carbon. Đấy, Linh Flux Carbon. Linh này đánh hiệu uy tín rồi, các cụ không suy nghĩ. Còn mùa này thì các cụ cứ đánh cho em C5 thì nó sẽ hiệu quả cao lắm. Mùa hè này đánh C5 thì nó là uy tín rồi. Đấy, các cụ ủ xong tí nữa sẽ quay cho các cụ là con ốc nó nhè nhớt nhanh đến mức độ như thế nào. Đấy, con ốc nhè nhớt cực kỳ tốt luôn. Đấy, rồi các cụ vào xem kênh của em, làm ơn cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để em ra những video đẹp nhất nhé. Vâng, chào cụ ạ. Hello, bây giờ là 14 giờ 16 phút các cụ nhá. Em vừa mới chắt bỏ hết nước này, chắt bỏ hết nước của C5 đi. Đấy, chắt bỏ hết nước. Đấy, bây giờ là hôm nay em sẽ thử là đánh với gạo nếp trần, cho thêm gạo nếp trần và một nắp màu vàng cụ nhá. Đấy, chắt bỏ hết nước các cụ, hôm nay em đánh ốc sống luôn, không cần phải dập nữa. Đấy, nhưng mà mình kết hợp cho thêm gạo nếp xem tình hình nó thế nào. Cái gạo nếp này nó không ảnh hưởng đến gì đến vị thính nhá cụ nhá, không ảnh hưởng gì đến vị thính cả. Nó chỉ làm con ốc nó khỏe hơn và nó giữ ổ tốt hơn thôi. Đấy, gạo nếp các cụ trần cho em như này. Cũng nhìn nó sột xè này, hạt đấy nó trách là nó có bột như này. Thì con ốc nó xuống nó ngậm được cái bột đấy. Đấy, nó giữ cái bột, nó giữ ổ, nó sẽ ẩu, con ốc nó ẩu tốt hơn. Đấy.
Gạo nếp thì em trần em cho thêm một chén mật ong nhá. À, gạo nếp trần nó hơi vàng vàng này, chỉ cần một chén mật ong thôi. Rồi một nắp màu vàng. Chỉ cần cho một nắp, mùa này các cụ nên đánh chính thơm. Cho một nắp thôi, không được cho nhiều quá. Đấy, một nắp thôi. Rồi trộn đều gạo nếp với ốc là được. Gạo nếp người còn không có mà ăn. Gạo nếp thơm phức, ngon ơi là ngon. Gạo này mà làm bánh chưng hoặc làm xôi thì thôi rồi. Em ăn là đổ hồ, một tháng em chắc phải mất tầm 20 cân gạo nếp để đi câu các cụ ạ. Đấy, trộn đều này xong rồi bây giờ là em đi xuống là em gặp Khoa ở ngã tư Sóc Sơn, mang ốc cho Khoa. Và hai anh em bắt đầu lên đường cũng nhá. Đấy, đá ủ xong em trộn đều cho anh. Trộn đều cho anh. Đấy, đá ủ xong rồi thính trên 5 nhá. Hôm nay em đánh, sẽ đánh đêm nay em đánh hồ câu Cát Nguyên, đánh đến tầm trưa mai. Rồi cụ vào xem kênh của em, làm ơn cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để em ra những video đẹp nhất nhá. Và em chào cụ ạ. Em đến mới đến hồ nhá. Bây giờ là 16:47 rồi. Đấy, bây giờ em mới đến hồ cụ ạ. Em ngồi ô số 86 này. Đấy, đánh khuôn tầm độ đúng bằng cứ đã dàn hôm qua. Không biết có vào việc không nhưng hồ lên cả cực kỳ chậm luôn. Hồ đấy nước đông dã man, em tưởng nước sâu. Nước tầm nó hơn 2 mét. Ở đây chỗ này em đang đánh giỏi lắm được tầm 1,5 mét. Chưa được 1,5 mét. Kéo kịch đến tận cách phá linh nha. Có được 30 phân. 30 phân, 60 phân là 90 phân. Phao nữa. Phao 60 phân nữa. Được 1,4 mét. 1,4 mét, đúng 1,4 mét luôn rồi. Không được 1,4 mét. Đây phao đang để cả củ. Phao đang để cả củ. Không được cả 1,4 mét, 1,3 mét. Phao đang để cả củ. Cả củ luôn. Hãy đánh đặt. Vâng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, dạ vâng ạ. Đây thì nhiều mè lắm rồi. Hồ này là hồ vua mè. Mè mới trôi. Long đang máy ổ em xem có gì ở dưới không. Đấy, bò sát. Đấy, bò sát thuyền. Long mang lắm. Bắt đầu. Ra không? Ngoái đi. Ngoái. Máy ghê lắm, không biết là đồ chuẩn không. Ra chim pha rồi cô ạ. Rồi em đổ một xong cô nha. Và chúc em may mắn đi để em có video đẹp nhất để cô xem. Và chào cô. Nhào lên cá các bạn nhá. Hôm nay bỏ là lên được con nào mút hết nhớt con đấy các bạn. Hôm nay mà không mút nhớt em vứt ứng hổ. Của em vừa lông xuống phát nhưng mà giật chết hết gì. Được 1 triệu rồi. Khuyên rồi. Con này khuyên 1 triệu rồi. Ô có khuyên anh Hảo ơi. Hay anh Toàn quay đưa ứng xúc cho. Toàn quay. Long hết. Này thì long hết đi. Cầm quay cẩn thận. Ê đừng che mà. Cầm. Bóc thẳng mồm luôn. Ôi. Có lạt rồi. Có lạt rồi. Xem lạt đi. Đúng, nó có nhiều loại lạt chứ. Cái lạt này trông cũ lắm anh ạ. Cái này cũ rồi. Cái kia quay máy ngang hay quay máy dọc thế? Máy ngang. Ờ. Con mới nhấc lên không? Từ. Ôi, hôm nay có nhớt chấm đen cho anh Hào rồi. Chí nó cạo ra cho anh Cúc. Ai, chị. Lâu lắm rồi, lên pha về lốc này về câu cá. Lên. Ấn cửa đâu? Cái gì á? 1 triệu.
Bên gì gì vậy? 1 triệu. 1 triệu. Con này mới không phải con cũ. Như này đã anh lấy túi. 1 triệu đồ. Cân. Có đua với con 15 cân không? Đùa chứ, phải đua chứ anh Hảo ơi. Phải đua chứ. Phải đua để mai lấy mini game. Ê, chả đua. Con này khó đua con 15 cân lắm. Mai làm 2 con thì... Đâu, 2 con nó tính 1 cân. À, tính 1 con thôi đấy. Nhưng mà phải cân lên, nếu mà tính to nhất rồi, thì đua. Cân đi. Cân đã. Thôi cứ mai cân. Cần luôn. Cần luôn, mai tính gì nữa. Anh toàn quay đéo gì cứ chật như này. Đây nha các cụ nha. Anh Hào đẹp. Vâng, em chào các cụ nhé. Đây bây giờ là 10 hơn 12 giờ đêm rồi. Đấy, 1 giờ đêm rồi. Bây giờ là em đi ngủ thôi các cụ, không thức được nữa. Em được một con khuyên 1 triệu nhé. Đây, vừa lên cách đây tầm 1 tiếng mà xong rồi em lại giật luôn. Ổ đang thở, vừa mới giật một phát. Đấy, ổ bây giờ đang thở. Em được một con khuyên, con này là 12 cân 7. Đấy, khuyên 1 triệu. Bây giờ là em bắt đầu em đi ngủ thôi, không thức được nữa. Để sáng mai tầm độ 4 rưỡi 5 giờ em dậy em đánh cái ca sáng. Chứ bây giờ là em không thức được vì là đi xa mỏi lắm. Nên là bây giờ em phải đi ngủ. Nên bây giờ mở máy em đi ngủ. Xem là con nào nó vào nó ăn phòi thì lôi lên thì được con nào hay con đấy. Đấy, bây giờ là em đi ngủ thôi. Cụ Long bên kia thì chưa thấy gì. Toàn chưa thấy gì. Nhưng mà cả hồ thì có hơn 20 cân thì lên 2 con. Em một con đang kém một cái gô nào ở bên kia 15 cân. Còn em là một con 12 cân 7. Bây giờ em vẫn có cái nhưng mà thôi không làm gì được nữa. Bây giờ là em đi ngủ thôi của không thức được nữa. Thank you.
gì? Đánh ngô. Vừa mất hình nổi lên đéo thì... Cô Nguyên xin chào cụ nhá. Vừa ngủ dậy luôn cụ ạ. Vừa ngủ dậy luôn. Tí mất. Con này là con bé nhá. Nhưng mà rách khuyên rồi. Rách khuyên rồi cụ ạ. Con này con cá cú bị mất khuyên rồi. Rách khuyên. Rách khuyên rồi. Lưng mất khuyên luôn. Con thứ hai. Con kia còn 1 triệu. Con này con thứ hai. Con này chắc có khuyên nhưng mà rách đúng không? Rách lưng. Báo hiệu cho một ngày rực rỡ đây các cô ạ. Cả lên cũng đuổi. Đang điện thoại ngoài nhan khoai đang tư đủ lên cũng được. Lôi cần đi từ bao giờ vãi thật, đang điện thoại lôi cần. Em sợ Lăng ơi. Em xi ma trôi cô ạ. Lôi cần chạy. Ý, nhưng mà dính lưỡi của ông nào ấy. Xi ma trôi. Chạy như chấm đen nhỉ.
từ xuống đầu trục luôn. Em không được. Vâng, bây giờ là bắt đầu đến giờ mà bọn em thu đồ bọn em về nha cụ nhé. Đây, tổng hôm qua ổ em thì vào khá nhiều nhưng mà chạm được hai đen, một trôi một mẹ. Mẹ thì cào rồi không nói chuyện, trôi thì đứt trục. Còn nó nổ một bong một cụ nhé. Đêm qua thì được một con khuyên, được một con khuyên 1 triệu cụ nhé. Đấy, được một khuyên 1 triệu. Bây giờ bắt đầu bọn em thu đồ về vì quá nắng. Đánh 3K mà bây giờ nắng quá rồi, không chịu được nữa rồi. Bây giờ là về thôi. Bây giờ là đợi cô Long mới cô Toàn nhấc cá lên cho em là em là bắt đầu em về thôi. Đấy. Cô Long ơi, nhấc anh thôi. Đây được một Hugo nhá. Một con kia thì có khuyên nhưng mà bị rụng mất rồi. Con thứ hai bị rụng khuyên. Ơi. Ừ. Đây Hugo của nó. Đóng cá thì cứ lên Hugo to dã man luôn. Hào chọc, hào chọc. Nhưng pha dòng cá. Này, con đánh gô. Con mèo, con mèo tới bắt giờ đây. Mẹ quăng cào vào được. Hôm nay mỗi ổ được ổ kia được 3 chú, ổ này được 2 chú. Hai đen và một trôi, hai trôi. Anh coi nên có cái thùng này này. Em chào ba cũng trôi nhảy ngoài thôi. Hugo nhá. Đấy, bây giờ là bọn em hết giờ rồi. À, bọn em thu quân là xin phép các cụ là bọn em về.
mong cô bà xem like kênh của em thì làm ơn cho xin nút like, nút đăng ký kênh để ra những video đẹp nhất nhé. Còn chào của.